Thưa quý vị, hy vọng rằng là với những chính sách này thì người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố sẽ có thể cải thiện được phần nào cuộc sống, đồng thời yên tâm thực hiện giãn cách, góp phần thúc đẩy công tác phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả và tốt nhất. Thưa quý vị, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư đã gây ra nhiều tác động đến với đời sống của đoàn viên, công nhân lao động trên toàn thành phố. Trong khó khăn đó, tình người, sự quan tâm động viên, hỗ trợ kịp thời của các cấp công đoàn đã làm ấm lòng người lao động, thắp sáng lên tính nhân văn và nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách. Và trong chuyên mục Chuyện chưa kể ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi theo dõi một phóng sự ngắn về nghĩa tình công đoàn giữa mùa dịch. Những chuyến xe chở từng hộp mì tôm, rau, củ, quả để phân phát cứu trợ. Những cuộc thăm hỏi, động viên, trao quà cho lực lượng tuyến đầu và công nhân tại khu cách ly, phong tỏa. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, công cuộc chống dịch vẫn còn nhiều cam go, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, ánh mắt vẫn rạng ngời trên khuôn mặt của các cán bộ công đoàn và công nhân lao động. Đây chính là những hình ảnh rất đỗi quen thuộc trên địa bàn quận Tân Phú khi dịch bệnh bùng phát trở lại. Trong giai đoạn khó khăn như vậy, càng thấm thía được nghĩa tình của các cấp công đoàn dành cho công nhân và người lao động. Thời gian qua, quận Tân Phú có khoảng 64 khu vực bị phong tỏa. Số lượng đoàn viên công nhân lao động cần được chăm lo tăng lên. Đây là nỗi lo trăn trở, đau đáu của những người làm công tác công đoàn. Liên đoàn lao động quận Tân Phú dưới sự dẫn dắt của đồng chí Phạm Ngọc Lan giữ vai trò chủ tịch đã nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công văn số 374 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021. Ngay từ đầu mùa dịch, Liên đoàn Lao động quận đã nhanh chóng thực hiện những chuyến thăm hỏi động viên 22 đơn vị lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền là 230 triệu đồng, chăm lo cho 250 công đoàn viên thuộc diện F0, F1, F2 với tổng kinh phí lên đến 341,5 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, Liên đoàn Lao động quận còn tích cực vận động các công ty, mạnh thường quân trên địa bàn quận hỗ trợ các nguồn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và đồ bảo hộ, găng tay y tế gửi đến cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, cho công nhân, người dân tại các khu cách ly, khu phong tỏa. Hay thực hiện các gian hàng, siêu thị không đồng hỗ trợ các bếp từ thiện trên địa bàn quận. Các cán bộ công đoàn của quận đã không quản ngại gian khó có mặt mọi lúc mọi nơi khi công nhân lao động cần để kịp thời hỗ trợ. Hiện nay, một trong những mối quan tâm nhất của Liên đoàn Lao động quận Tân Phú chính là đoàn viên trực thuộc các cấp công đoàn cơ sở trường học trên địa bàn quận. Từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, các giáo viên, bảo mẫu, tạp vụ buộc phải ngưng việc không lương, điều kiện cuộc sống khó khăn vất vả. Các cán bộ chuyên trách của Liên đoàn Lao động quận đã mau chóng rà soát và lập danh sách để hỗ trợ khẩn cấp cho những đối tượng đoàn viên thuộc cấp công đoàn cơ sở này. Có đội ngũ giáo viên, các cái nhóm trẻ, mầm non, ngoài công lập trên địa bàn quận. Bởi vì các anh chị này thì sau khi mà dịch bệnh xảy ra thì các anh chị không có được cái việc làm, đời sống là vô cùng khó khăn. Hầu như là khoảng 80% các anh chị là đều ở nhà trọ. Thì chúng tôi cũng đã liên hệ một số các mạnh thường quân ở trên địa bàn quận để mà hỗ trợ chăm lo. Gần đây nhất, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú cũng đã phối hợp với công ty Gumadaland để tiếp tục trao tặng 500 phần quà cho những công đoàn viên là giáo viên, bảo mẫu, tạp vụ với hy vọng không bỏ ai lại phía sau khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện cho Gumadaland Hồ Chí Minh thì Sang cũng muốn gửi đến những cái người đồng bào, những các anh chị đã có những cái khó khăn trong cái đợt dịch này, đó là một chút tấm lòng cũng như một chút hỗ trợ về vật chất. Hy vọng là trong những cái đợt hỗ trợ sắp tới thì bên công ty có thể giúp được nhiều hơn những cái hoàn cảnh khó khăn nữa. Chị Nguyễn Thị Hà Nghĩa, một bảo mẫu đang công tác tại trường tiểu học Lê Văn Tám, quận Tân Phú. Từ đầu tháng 5, trường học phải tạm thời đóng cửa, chị phải ngừng việc không lương. Đời sống của chị và gia đình trở nên khó khăn, vất vả hơn. Những món quà hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động quận Tân Phú đã phần nào giảm bớt được gánh nặng lo toan của gia đình chị trong những ngày này. Dịch vừa qua là hạn chế rất là nhiều cho những người lao động, không đi ra ngoài được, không có làm việc được. Đó là rất là khó khăn cho những người mà lao động có thu nhập thấp. Cảm ơn Liên đoàn Lao động
thành phố nên là nó rộng quá. Và các nhà mạnh thường quân đã hỗ trợ cho cán bộ công nhân nhận được những món quà đầy ý nghĩa. Không chỉ chị Hà Nghĩa mà các giáo viên, bảo mẫu, tạp vụ đang công tác tại các trường học cũng không giấu nổi cảm xúc khi đón nhận những phần quà từ các cán bộ công đoàn, nhà hảo tâm. Nhiều người cũng giống như tụi em rất là vui, cũng rất là cảm kích bên Liên đoàn Lao động đã giúp đỡ cho tụi em trong lúc này. Không chỉ chăm lo cho đoàn viên, công nhân và người lao động, Liên đoàn Lao động quận còn chủ động đưa ra những chính sách hỗ trợ cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt thời gian qua, thông qua tòa soạn báo lao động, Liên đoàn Lao động quận đã đón nhận tài trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam và trao tặng 3.285 hộp bột ăn dặm cho con em dưới 12 tháng tuổi của các y bác sĩ lực lượng tuyến đầu, còn của công nhân lao động trực tiếp với tổng trị giá 377 triệu đồng. Đây là nguồn động viên to lớn trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, tác động lớn đến đời sống của anh chị em. Những thùng mì tôm, ký gạo, con cá, mớ rau, món quà tuy nhỏ bé nhưng đã thể hiện được sự yêu thương, nghĩa tình, trách nhiệm của các cấp công đoàn đối với công nhân lao động, thắp sáng lên tình người, lòng tương thân tương ái. Qua đó lan tỏa hành động, nghĩa cử cao đẹp và tính nhân văn cộng đồng, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, thúc đẩy công tác phòng chống dịch COVID-19 mau chóng đi đến thắng lợi.